Okay, chào mọi người nha. Trên trại đảm hiện tại là vẫn là Mona 7 nha anh em. Con tung hôm nay là 19.5, 12.5. Độ dài của tung là 130 nha anh em. Hôm nay đón 17. Ok thì hôm nay mình đi săn gồm có 5 anh em nha. Xin chào với mọi người, đây là anh Thổ Địa. Thông Ngọc. Đây là anh Đa. Anh Đa. Đây là anh Lực. Còn một người em mình hiện tại là đang đi vòng vòng bắn những con chảo chảo nha anh em. Okay. Mấy anh em hiện tại là đang uống nước nha mọi người. Tao phải cứu không? Hiện tại là đang uống nước và chuẩn bị ăn mì. Tí xíu thì mấy anh em sẽ hành bắt đầu cuộc đi săn nha. Mong ngày hôm nay mấy anh em đi săn được thuận lợi nha mọi người. Thì đây là cái món đá 7 của mình nha. Thường thường mình đi săn mình hay dùng cái này nha anh em. Không bắn được. Coi tướng bắn được bắn nha. Hay quá Lực ơi. Ok. Lại lại. Người anh em mình mới hạ chú cua ngói nha anh em. Chuyện cái này. Ok. Anh Tô Địa mới hạ con cua ngói đỏ nha anh em. Con này nó mập nha anh em. Nó mập. Rồi tiếp tục anh em ơi. Con nè. Đó. Ok. Đúng rồi nha anh em. Đây. Bị mệt với nó mãi, bị mệt. Gắt. Gắt anh ơi. Rồi rồi rồi. Cú cầm, cú cầm. Bắn hay vậy. Bắn à. Gắt 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 gắt. Mày sao mày sao mày? Chết rồi. Rồi anh bộ nhân viên cho em thấy con chim này. Thôi cứ bắn đi, cứ bắn đi. Chứ chắc trúng. Đó, đó. Trúng rồi đó. Ngay chân với đạn luôn nha anh em. Một cu cầm.
Em chờ đợi làm tôi mày. Bây giờ mọi người coi anh mới ăn nữa hả? Chọn cho con cú dạy cho bà nha Nam. Đây 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 đây. Rồi vô. Còn tới 7 mét nữa mới tới. Rồi rồi. Anh Phú đủ tới đâu năng cái đó anh em ơi. Cố lên. Đó, cái đó là êm nhất luôn á. Rồi kế bên đó. Ok, hiện tại là bên bển có đồng đội bên bển nha anh em. Anh cu cơm không mệt mà lẫn con cu quý mệt. Rồi anh cu cơm rồi coi thế bạn. Lẫn con quý dương này mệt. Thôi rồi. Ba mẹ khăn lỡ ướt quần chưa? Con này già dữ à. Đỏ luôn nè. Ồ ủa nặng. Trời ơi cái chân. Bà nội bắn quá đẹp luôn anh em ơi. Rớt giữa xong. Ừ. Đụm nó bị lâu nha anh em. Dòm kìa nó thấy không? Em bắn trước con cho. Lụm. Rồi. Còn kia đi luôn nè. Ôi có cái cậu luôn kìa. Mày đang lụm chiếc. Cái gì vậy? Ok. Trời ơi trời. Đi đâu vậy chàng trai? Ok chào anh em nha. Thì đây là thành quả đi săn của mấy anh em nha. Bên kia hiện tại cũng còn rất là nhiều nha anh em. Nhưng mà đã mới quay những con ngon ngon thôi. Đây con ngói. Ngói ngói anh em, cơm. Chờ nấu nửa tiếng rồi cũng vô đó. Chào tất cả mọi người nha. Đây đây là đồ hình ngày hôm nay của mình. Anh Phú anh đến sau nha anh em. Ok. Thì mấy anh em đi săn từ sáng sớm lúc 9 giờ tới giờ nha. Bây giờ là 6 giờ. 6 giờ 47 phút. Là mấy anh em chuẩn bị từ khâu chuẩn bị từ khâu nấu nướng luôn. Dạ, con cảm ơn. Từ sáng giờ rất là mệt nha anh em. Mấy anh em không có ăn uống ăn cơm gì hết, dọc đường mấy anh em chỉ ghé ăn mì thôi. Ok. Vô 1 2 3 vô. Ok, mời cả nhà nha. Nè, bữa nay làm hai món rồi đảm. Đây món này khèo chế tỏi. Rồi. Còn bên đây là mình làm có nước nha, chỉ có nước mắm kiểu kho á. Quan trọng cái đâu này nữa nè. Ủa cái món đó rồi là mình làm cái món kia bằng món gì anh nè? Nà, kho nước mắm. Kho lạc. Kho nước mắm. Kho lạc. Đặc biệt đó. Đặc biệt ha, đặc biệt lớt do đó. Do đảm làm ha. Anh nè, ông bảy đầu có ăn cái chuột chuột mà bự bự mà kho rượu không? Cái này là cái bông mình ngon lắm. Kho kho nước mắm. Khoan để em thử coi. Có chiên da bằng miếng này giống giống mấy con gì ta? Dịch kho gừng kho. Không không, đâu có gừng đâu mà kho gừng. Không. Kiểu như mình kho lạc kho cá mình á. Cái này hơi lạc ha. Kho lạc. Lạc. Chấm gạo với miếng muối mình mắm vừa. Nếu mà mặn quá thì ok. Thì miếng trò vô chảy miếng liền. Nó hộn bông xài vô luôn. Anh em ở rất là xa nha các bạn. Anh Đa, anh Lực với anh Thô Địa với mấy anh em ở đây hiện tại rất là xa. Cho nên đây giao lưu với Đảm. Ở Tú Cần Thơ chứ. Dạ. Thôi mình muốn ăn kẹo nào. Ok thì Đảm sẽ kết thúc clip tại đây nha anh em. Thì chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Luôn đó, Lực ăn thì clip ngon đó.